ngày qua, thời tiết miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Trời nắng gắt kèm theo hơi nóng từ các phương tiện giao thông khiến cho nhiệt độ ngoài trời tại các thành phố lớn như Hà Nội có thời điểm lên tới hơn 40 độ C. Nhất là khi đi trên đường, cảm giác nóng lại càng gay gắt. Nắng nóng cũng khiến cho việc sử dụng điều hòa để làm mát cũng tăng cao. Đáng nói, nhiều người khi từ môi trường bên ngoài nắng nóng vào trong môi trường điều hòa lại xuất hiện tình trạng choáng váng, đau đầu. Điều này khiến nhiều người dân băn khoăn liệu dùng điều hòa sau khi đi nắng có gây mệt mỏi, thậm chí có nguy cơ đột quỵ hay không. Trả lời về vấn đề này, bác sĩ Trần Đình Thắng, khoa cấp cứu đột quỵ Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết, chênh lệch nhiệt độ khi đi từ bên ngoài vào phòng bật điều hòa hoặc ngược lại khiến cơ thể không thích nghi kịp thời, dẫn đến co mạch đột ngột, choáng váng. Nhiều trường hợp sốc nhiệt, thậm chí đột quỵ ở nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người lao động làm việc ngoài trời. Lúc này, cơ thể cần một giai đoạn chuyển tiếp để hạ nhiệt và thích nghi dần với nhiệt độ, không đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại. Trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, những bệnh nhân mắc bệnh phổi, bệnh hô hấp, người suy giảm miễn dịch cũng cần thận trọng khi sử dụng điều hòa. Người làm việc ngoài trời thường bị ra nhiều mồ hôi, cần lau bớt rồi mới vào phòng điều hòa để tránh mất nước, hạ nhiệt, gây cảm lạnh. Chưa kể tại trung tâm thương mại, gió điều hòa rất mạnh, hạn chế ra vào nhiều lần. Để tránh sốc nhiệt, bạn cần kiểm soát nhiệt độ phòng, tuyệt đối không để dưới 26 độ đến 28 độ C. Khi phòng đủ mát, nâng nhiệt độ lên tối thiểu 27 đến 28 độ C. Nếu muốn ra khỏi phòng điều hòa, nên mở cửa, đứng vài phút cho quen với môi trường xung quanh rồi mới ra ngoài. Ngoài ra, phòng điều hòa thường kín, không thoáng khí nên dễ tích bụi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus và nấm mốc gây bệnh đường hô hấp như ho, viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản. Do đó, khi không bật điều hòa, gia đình nên mở cửa cho không khí sạch ngoài trời vào nhà. Gia đình có thể dùng thêm máy làm mát, quạt hơi nước, quạt trần để bảo vệ sức khỏe.